quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Xúc động khi các Phượng hé lộ những điều ít ai biết về nghệ sĩ Chí Tài. Kể về một kỷ niệm lúc sinh thời với nghệ sĩ Chí Tài, các Phượng cho hay anh đi tập đúng giờ không biết giận ai. Với sự đứng ra tổ chức của Hoài Linh, việc hương lễ tang của nghệ sĩ Chí Tài ở Việt Nam được diễn ra trang trọng và trật tự. Rất nhiều sau việc bày tỏ sự ngưỡng mộ đến hai danh hài vì đã giúp gia đình chu toàn hậu sự đến phút cuối. Tuy nhiên, đáng buồn thay, khi Linh cũ, cố nghệ sĩ Chí Tài đã về Mỹ và gia đình vẫn chưa thể gặp mặt thì mọi ồn ào xoay quanh người đã khuất vẫn chưa dứt điểm. Thiết nghĩ nam danh hài bạc mệnh đã dành cả đời cho khán giả, cho nghệ thuật rồi, thì cuối đời nên để anh ấy ra đi thanh thản như tâm nguyện mà chị bé heo mong mỏi ở Mỹ. Các Phượng, anh đi tập chưa bao giờ đi muộn. Chí Tài là một trong những đàn anh mà các Phượng vô cùng ngưỡng mộ và trân trọng trong nghề. Nên việc anh ra đi mãi mãi khiến bạn gái Kiều Minh Tuấn có phần sốc nặng. Nữ danh hài kể lại giây phút nhận tin dữ từ quản lý Khánh Hoàng rằng anh mất rồi, cô không tin vào sự thật. Anh Tài đi rồi chị Cát ơi, em khóc như một đứa con nít. Tay không còn cầm nổi điện thoại, cô xót xa. Thương anh lắm, một người anh quá thiện lành. Mỗi khi tập chương trình hoặc một live show nào đó, anh em nghệ sĩ luôn thích chọc ghẹo anh vì cái tâm tính dễ thương của anh. Anh không hề giận mà vẫn nở nụ cười hề hề rất Chí Tài của anh. Anh đi tập chưa bao giờ đi muộn. Có lúc anh không bao giờ lấn lướt đàn em. Với anh, mỗi nhân vật là một cái hay riêng, một nét hài riêng và một kỷ niệm riêng. Các Phượng cho hay, nhớ khi em làm chương trình anh nói với em, Phượng em cho anh đóng bà tiên xấu nghe, tại vì anh có làm bà tiên đẹp cũng không đẹp được. Cho nên anh hóa trang bà tiên xấu nghe em. Anh không cạo râu, nghe, rồi anh cười hi hi rất cưng. Anh khoe anh đã đi mua áo ngực để mặc cho ra nhân vật nữ, các nói. Anh để em mua, anh đừng mua. Anh nói, thôi em cứ lo đủ thứ, để chuyện này anh lo cho, gửi tiền lại thì anh không lấy. Các Phượng kể thêm. Các Phượng, nếu còn lần sau sẽ không nhã nhặn. Sau khi các đồng nghiệp đến tận nơi tìm gặp nam Zimmer xúc phạm vợ chồng nghệ sĩ Chí Tài, các Phượng không quên khẳng định việc bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ mà nghệ sĩ Hoài Linh giao cho. Đó là giữ cho anh em nghệ sĩ tới làm việc bình tĩnh, không manh động. Bởi lẽ có một người không thực sự bình tĩnh thì sự việc có thể sẽ nặng nề hơn. Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh các anh em đều biết tính của đàn anh quá cố là không thích làm lớn chuyện, nên cô giữ nhịp để câu chuyện giải quyết ôn hòa. Với lại em biết anh Chí Tài cũng không muốn lớn chuyện dẫn đến sức đầu mẹ chán, máu đổ lên láng, các Phượng nói. Các Phượng không quên dằn mặt nam Zimmer Duy Nguyễn rằng, lần sau nếu còn tiếp tục xúc phạm đến bất kỳ ai thì chúng tôi không dám hứa sẽ có cuộc nói chuyện nhã nhặn như thế này lần nữa. Tại Mỹ, chị Phương Loan và anh trai Chí Tài là Chí Thiện sẽ đứng ra tổ chức tang lễ cho cố nghệ sĩ. Trên trang cá nhân của mình, Hoài Tâm cũng gửi lời nhắn đến khán giả. Khi đến dự tang lễ, cần chú ý mang khẩu trang giữ khoảng cách 6 mét để bảo vệ sức khỏe giữa dịch Covid-19.